Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tô Màu của mình. Hôm nay mình sẽ tô một làn bạch tuyết như mọi người. Xin mời mọi người theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Oh my god. Thế tin nó làm sao mình gửi được video nhỉ? Đây mẹ hết máy rồi. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye.